cuối cùng của tháng 10 rồi. 31 tháng 10 năm 2024. Và đây là đường đến Vân Đồn. Và một buổi trưa. Chính xác hơn là bây giờ là 2 giờ trưa rồi. Đây là đường Nguyễn Hữu Hào. Đó, lại là một ngày nữa chợ Hãng Phân buổi sáng thôi. Chợ Hãng Phân này chỉ có buổi sáng thôi. Bữa sáng ngày hôm nay người ta bán trái cây nhiều. Hôm nay là ngày rằm á, nên là có mấy chiếc xe trái cây nè. Chứ Hồng thì không có mấy chiếc xe này đâu đó. Tại vì ngày hôm nay là ngày rằm. Chạy vào phía bên trong lòng chợ mấy người bán đồ, họ vẫn còn bán đồ. Có loại đậu hũ ở đây, đậu hũ chiên, đậu hũ chiên các loại. Có con chó, con Kiki. Nó chợ vắng không. Đây là mấy cái kiosk của người ta bán buổi sáng nè, mà buổi trưa trong lòng chợ đâu còn ai bán gì đâu. Ở phía bên ngoài thì còn một hai người họ bán trái cây, bán bông hoa này kia. Chứ giờ giả dụ như là muốn mua thịt cá này kia thì giờ này không có nha. Chợ Hải Phân giờ này không có bán thịt cá gì á, tìm một cục thịt cũng không có luôn, chứ đừng có nói. Giờ này đỏ nha. Phía bên kia là trường Nguyễn Huệ, chứ là trường Phương Đồ, mà bây giờ đó thành trường Nguyễn Huệ rồi. Đó, trường Nguyễn Huệ thì nó nằm ở dưới Nguyễn Khoái. Mà bây giờ thì trường Nguyễn Huệ nó đổi lại trường Vân Đồn. Còn trường Vân Đồn thì đổi xuống đường Nguyễn Đức Thành. Thấy đổi vị trí cho nhau. Cái tên trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ là cái trường mà mình học hồi năm cấp 2 đó, chứ học ở dưới Nguyễn Khoái chứ không phải học ở đây. Về trôi qua thật là nhanh, rất nhanh luôn á. Cái vèo một cái, ôi rồi ôi luôn.